Đây, hôm nay là Thanksgiving, ngày lễ tạ ơn. Đây, nhà mình đây có làm vài món đây. Ở đây là món gì đây? Miếng hả? Miếng hải sản hả? Miếng trộn nè, có tôm, có mực. Đó. Đây là gỏi. Đây là gỏi khoai cái gì nữa. Khoai. Gì? Gọi là gọi tôm gọi con súng em gọi gọi ngó sen quên không phải gọi không nhớ thì gọi ngó sen tôm mực chứ không phải tôm thịt. Đây là xôi mặn. Oh wow, có bánh kem rồi đó, cái này cũng chưa thịt. Happy Thanksgiving. Wow, bánh này bánh có bé thích ăn rồi phải không? Còn ơi dạ. Hôm nay món đó thôi. Rồi đặc biệt hôm nay là có một cái món mà không có thiếu là con gà tây đó. Qua wow, nó bự chưa? Này cũng đâu bự đâu, mỗi năm bự hơn luôn á. Ít tính tiền. Để bơ với bột vô cái đó sao bỏ xong. Rồi nhìn khắp trắng quanh hết. Bơ nó đâu, bơ còn món gì đó ngoại tư? Còn gì là nướng bò kìa. Ồ, gì nướng đồ ngoài nữa, nướng bò ngoài nữa. Làm xương bò đại hàng nữa, qua wow. Đây là gì này, bia phải không? Root beer. Root beer mà làm đẹp quá, nhìn đến chai bia quá. Ở đây có thêm một món nữa. Là món gì đây? Ý, đem vô rồi. Làm mình supply, mình mở lên, định mở supply mình nhà chắc nướng hết rồi. Chúng bò, mình vô chứ. Quên. Thấy hết. Đó, đây là mở ra không có, bây giờ vô đây hết rồi. Cái này là món xương bò kiểu đại hàng. Đây, xương bò kiểu đại hàng này. Hấp dẫn không? Bé rồi. Thôi thì nó ngon quá. Còn này nó lại nhỏ hơn mấy kia nhiều mà. Mấy năm rồi nướng cái này luôn. Nướng được nhiều. Cô coi. Cái xương ở đâu nè? Thì dễ à? Không muốn cắt đâu, tôi đâu biết cắt đâu. Mình có kéo cắt gà hả? Cái gì đó cho gì đâu? Cái gì vậy nè? Giấy giấy nè. Bỏ lại đi trước đi. Phải có nè, kể. Bà đổi rồi nhìn nó nè Lina nè, đây cái này phần của gì nè, cô ráp lại đi, thôi còn nóng rồi để ráp chi để chút cái đó lại ăn đi, ăn nó đi, coi con nhầm anh đứa ăn trước đi, ăn đi con, ăn đi rồi ngồi để cho chắc cho mẹ với cô Tư ngồi góc này đi, mình ngồi xa xa này dẹp mình giới được, còn cô Tư ngồi không được. Get one piece. Hmm? Quá nào chưa football nào thắng để ăn gà chứ đi. Quá nào chưa, chưa thắng. Sành sành đương. Sành đương. Bỏ vô. Cắt nè. Đi cho con nè. Để cái này bận bận đi. Cái này dễ. Anh bé. Con đừng có sổ ông Lâm bé bé ơi. Bé trên. Có hai quay nhiều vậy thôi. Gì con? Hai quay nhiều vậy. Đâu chục bé đâu. Quay nhiều. Chả là mấy giờ. Quay một phim bao nhiêu chứ con? Rồi bé mấy giờ. Bé mời bạn ăn đi. Con bạn vậy? Bạn đâu có bạn không? Không có bạn hả? Chị Trinh á, ý ông ngoại nói là mời chị Trinh với Sần á. Sần bôi. Để vô. Sao có khách là phơi gì con? Mà đưa. Phương 7 lớp. Ờ. Trong một con rồi. Con là 7 thường. Thấy không? Cái là 7 thường. So everybody getting food but me. Thật rồi con. He got two. Nó no, two đâu con. It looks like two pieces. Alright.
Xong phần này là phần gà Sắc Kỳ đã xong. Ngày Thanksgiving bây giờ tới phiên mình ngồi xuống mình ăn. Khoai lang, mash. Này là khoai tây, không biết nó gọi tiếng Việt là gì nữa. Khoai tây. Khoai tây, khoai tây cho khoai tây nghiền đi. Việt Nam tiếng Việt á, khoai đó mới khoai tây nghiền. Khoai tây nghiền với sốt nữa. Có que vị nữa. Ăn đi bé. Ăn đi. Thôi kìa, bị với bé, hai đứa bị nhốt ở ngoài nè, tại giờ ăn hai đứa quậy quá nè. Phải không con? Ừ, chút nữa mình ăn xong mình dẫn hai đứa đi chơi, ok? Chúng mình chơi với hai đứa, bây giờ đang trong nhà chuẩn bị ăn, hai đứa con mà vô quậy sao mà ăn? Phải không? Ừ. Ba hai đứa nha. Chút nữa thì ăn xong rồi mới chơi nha. Ok. Tội nghiệp chị đứng ngoài sân nữa. Đúng rồi, chờ chút đi. Đi chờ ấm mà. Có sao không? Thôi giờ ăn cái đó bụng quá rồi. Này, cái phần gì cuốn gà tây không biết nữa nè. Dẫn cái phần xương. Ngon quá. Ngon quá. Cái này ngon quá, ướp ngon. Như cái dừa chắc nó nhỏ ngon á. Gà ngon. Nguyên cái đồ bự. Ngon chứ. Ướp này ngon quá. Ngoại nấu sao ngon. Bữa nay cái gì cũng ngon. Thôi quá. Đổ quá gì ngon. Nguyên ngon vậy. Đứng ăn mà cũng ngon. Đứng lên là chạy mua ra. Đứng gì nữa hai đứa con. Khoe hết. Sao hai đứa con. Wow, ngon quá. Nhân cả dân á. Nó cỡ nào hơn. Mất tay luôn rồi. Lấy quả đi, đâu có ăn nữa. Qua bển cho mấy đứa nhỏ ăn. Chừng nào ăn rồi mới chờ chị. Ừ. Để hai bên thành. Ngon quá. Nó sẵn nó muốn ngoài gấp một cục năm qua đây có cái ớt cắt nè. Ủa, rồi như vậy giữa tay đó. Đó. Được không? Chàng tròn sình sình ăn gì có chút xíu hoa tay gì trời. Có sự xuống nữa không? Xin ăn đó. Rồi bây giờ tới ăn món nha. Gỏi. Đúa này sạch nè, phải có đũa kìa, mặn ăn miếng mà chắc. Có xôi đấy. Trời, tôi kêu có muỗng này, phải đưa cho ông muỗng này cho ông ăn đâu. Người ta để người ta múc xôi kìa, ông thần. Thằng đứa em đưa ăn thì nãy mà. Ờ, em đưa cho ăn mà. Thế để đưa bánh múc xôi, đây có rồi. Em để lên dĩa xôi á. Như thôi là cái giấm gạo luôn, gạo á. Ngon quá. Cơm á. Để nó ăn, múc ăn cho nó sạch. Anh đưa chẳng nãy cái rồi. Tụng sẽ ăn cái lắm hả? Mát thì thấy rồi. Cũng thích ăn cánh nè. Bị cơ rồi cũng phải ăn cánh. Ngon quá. It's so hard to kind of touch them. You don't want to touch them. Yeah, you can ask people. Can you get it? No. Sao không có? Ừ, mày lớn rồi. Chơi với tại sao nhiều nó ăn đất quá. Cho nó bệnh nữa. Không biết làm sao.
Cái gỏi này mặn mà tôi cũng bỏ ăn, ăn nước mắm nữa hả? Bỏ nọc ngon hả? Bây giờ quá. Hồi xưa mỗi lần có đồ ăn hả, đâu phải dễ đâu, có ăn khổ mới chết luôn, có ăn là mừng. Bây giờ nít mà mỗi lần thấy nó ăn được cái mừng gọi là mừng. Giống mình có đồ ăn. Cầm cái cha cua xong tháo cái nắp để lát để lại đi nhậu. Mình mới có nó đồ gắn. Nước lụ. Ngọt nha. Nước lụ con này. I think sữa chà bông hành khô nữa hả? Hành khô, hành phi. Ở trường chị ngồi ghế, ngồi dạ, dạ nào biết quen với mễ nào giờ nó mễ mà thật lắm mà, nghe tôi quảng cáo trời. Ăn đồ Nhật không giờ ăn đồ Mỹ luôn. Mà mấy đứa nhỏ thì là mãi ha. Hơn bao nhiêu năm vậy mấy nhỏ nhỏ mấy đứa. Đã có đồ Mỹ hả? Nó cũng có bán đồ Mỹ. Ngộ hả? Điểm cho tôi muốn gọi. Ồ, ngày chóc luôn rồi. Canh, ngày canh. Ăn gắp rồi. Vậy muốn bấm không? Không có. Gỏi luôn. Gỏi vô ăn rồi. Mặn luôn á. Tại bên đây cho mình không dân mắm được con nước. Dần dần không? Nên là nhớ nha, cái mỗi thay cái đó. Thay bên là làm cho thì bỏ ra hàng được rồi. Con gà là sắp tìm được cái chỗ. Bỏ ra thì bỏ ra hàng đó. Rồi không? Mai mốt còn cho ấy nữa biết nước thì vào. I dropped it somewhere. Watch your head. Để con rớt xuống cái thứ không sao, để con mì vô thử. Bé nó thiệt tời mà bé đúng rồi mẹ. Huh? Đúng bé đúng rồi phải không? Mình mua mình thôi mình xin. Yeah. Đúng không? Mình chỉ là nói là unless you give us it in fully. Không phải, cái từ tiếng Việt mình á, mấy người nói là xin là cái từ mà người ta gì thời cái giống như bé ai hỏi bé mình cần gì mình giúp gì của mình please, đó là giống như vậy thôi, hiểu không? Giống như mình mua mà. Rồi. Happy Thanksgiving. Xong xuôi rồi, bây giờ là mình trong một ngày Thanksgiving, mỗi người một miếng bánh chắc là xong. Happy baby, happy Thanksgiving. Rồi, chuẩn bị đi gần chút như nhà được nha con. Nhà ăn xong xong rồi nè, biết là được rồi nè.